Đền Cô Đôi. Đền Cô Đôi thuộc di tích danh thắng Phong Hàn Mục tại xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, cách Hà Nội 140 km về phía nam và cách thành phố Thanh Hóa chừng 20 km về phía bắc. Ngự ven bến sông Lèn thuộc thôn Phong Mục, xã Châu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa. Cụm di tích danh thắng Phong Mục nằm ngay chỗ núi sông cắt nhau, thật là sơn thủy hữu tình. Hai đầu núi tượng trưng lưỡng long trầu, hai dòng nước giao nhau, quả là cõi linh thiêng của trời đất. Hàn sơn kỳ ngộ duyên thêm sắc, thủy quốc giao loan thách hóa kim. Hàn sơn được cắt nghĩa thật đơn giản, sơn là núi, hàn là vực. Ở đoạn sông này, sông Lèn được tách ra từ sông Mã khi chảy qua hệ thống đá ngầm ở chân núi, dòng sông trở nên hung dữ và xoáy xiết. Về mùa mưa, thuyền bè đi lại vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, phủ Hàn Sơn thờ các thánh mẫu được xây dựng trên vùng đất bồng lai tiên cảnh để du khách được thưởng ngoạn cảnh trí thiên nhiên, nhưng cũng là nơi để gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, bảo trợ, che chở cho sự sống khó khăn, khắc nghiệt trước sức mạnh của thiên nhiên. Cụm di tích danh thắng Hàn Sơn được công nhận di tích danh thắng vào năm 1994 là một hệ thống điện mẫu của đạo mẫu, bao gồm phủ mẫu, đền quan giám sát, đền cô tám và đền cô đôi. Phủ mẫu còn gọi là cung cấm, xưa kia uy nghi tráng lệ, sầm uất gồm năm cung. Thượng điện thờ tam tòa thánh mẫu, thánh mẫu Liễu Hạnh áo đỏ ngồi ở giữa và cao nhất. Bên hữu là mẫu Thoải áo trắng, bên tả là mẫu Thượng Ngàn áo xanh. Cung thứ hai là ban thờ Ngọc Hoàng, nam tào bắc đồng, bên tả thờ vua cha Bát Hải, bên hữu thờ vua cha Diêm Vương. Cung thứ ba là ban thờ Đức Thánh. Cung thứ bốn thờ Ngũ Vị Tôn Ông. Cung thứ năm thờ Tứ Phủ Chầu Bà. Do chịu ảnh hưởng ít nhiều của Nho giáo mà các bà hầu như không có tên cụ thể. Tuy nhiên, do công lao của các bà rất lớn nên được nhân dân thờ phụng. Các bà thường được nhân dân cho là người có công dạy nghề, cầm quân đánh giặc. Đền quan giám sát là nơi thờ tứ phủ ông hoàng trong hệ thống thần điện mẫu. Ông hoàng nhất thường gắn với kiếp tu và tầng trên nên thường được kính nhi viễn chi, ít có mối quan hệ trực tiếp với trần gian. Các vị khác đa số là các nhiên thiên nhân thần có công với dựng nước và giữ nước, như quan Hoàng Hai được coi là người mở nước phương Nam, quan Hoàng Ba nhiên thần gắn với nguồn nước no đủ, quan Hoàng Sáu tức Trần Lưu, và Hoàng Mười
Đức Nguyễn Xí là những tướng chống giặc Minh của Lê Lợi. Hoàng Bảy là Lùng Chí Cao. Đền Cô Tám thờ vị cứu tinh linh thiêng, chuyên chữa bệnh cứu giúp dân lành, đã từng lặn lội lên núi cao, rừng sâu để tìm dược liệu quý. Theo nhân dân địa phương kể rằng, nhiều người đến đây lễ cầu đã lấy được thư lá cây quanh đền về để chữa khỏi các bệnh nan y. Đền Cô Đôi thờ hai vị thánh cô. Truyền thuyết kể rằng, xưa có hai người con gái tuổi 19 đôi mươi, vì cảnh đời éo le nên không quản gió mưa, đến nơi đây cầu thánh mẫu. Khi qua sông vì nước lũ quá dữ, họ đã thác xuống dòng sông. Dân làng cho đó là người thành tâm với thánh mẫu và được thánh mẫu mang đi để hầu bảo. Nhân dân đã xây đền thờ cho hai cô bên dòng sông Lèn, cách phủ mẫu chừng 1 km. Năm 2017, cụm di tích danh thắng Phong Mục, xã Châu Lộc, Hậu Lộc được tổ chức quy mô trong 3 ngày 24 đến hết ngày 27 tại đền mẫu cụm di tích danh thắng Phong Mục, Hàn Sơn. Lễ hội thường tổ chức gồm 2 phần. Phần lễ là thực hiện theo nghi lễ truyền thống, trong đó có một số được thực hiện trước và sau ngày 24 tháng 6, tức ngày 1 tháng 6 âm lịch. Lễ phát tấu vào chiều ngày 29. Lễ xin chân nhang tại cung Nhất Đền Mẫu